Sunny Đọc xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay anh chị cũng rất là ngạc nhiên tại sao mà Sunny lang thang buổi tối. Thì chỉ còn vài ngày nữa thôi đến Tết Trung Thu rồi anh chị. Và Sunny đang đứng ở cái góc ngã tư Hồng Bàng và Châu Văn Liêm. Châu Văn Liêm mé bên kia, ngày xưa là Tổng Đốc Phương. Ở đây thì có một cái building đó là Thuận Kiều Plaza. Một biểu tượng của khu vực Chợ Lớn, bây giờ nó đổi thành Garden Mall. Và cái hướng này về cây gõ anh chị, cái hướng này về cây gõ. Và nói đến Chợ Lớn thì cái việc buôn bán rất là nhộn nhịp, và đặc biệt là cái lễ hội Tết Trung Thu nên Sunny cũng muốn mời anh chị mình đi khu vực Chợ Lớn cùng với Sunny coi cái cảnh nhộn nhịp nó như thế nào. Trước mắt thì Sunny sẽ đi con đường Tổng Đốc Phương, sau đó vào chợ Thủ Đô, rồi ra Hải Thượng Lãn Ông, con đường Khổng Tử ngày xưa đó anh chị, Lão Tử chứ. Rồi chúng ta đi vòng vòng để coi cái khu vực Chợ Lớn ngày hôm nay buổi tối nó lung linh như thế nào. Và bây giờ thì khoảng là 6 giờ rưỡi anh chị, mọi người cứ nô nức đi chơi hoặc là về nhà sau cái một ngày lao động vất vả. Bây giờ chúng ta đợi đèn xanh đèn đỏ anh chị ha. Hiện tại là đang đèn đỏ thì Sunny cũng muốn đứng đây quay cái cảnh trí ngay ngã tư ngày hôm nay nó như thế nào. Đó, cứ dòng xe tấp nập, tiếng kèn, tiếng xe động cơ, những âm thanh hỗn độn vào một buổi chiều. Bây giờ chúng ta sẽ đi con đường Châu Văn Liêm Tổng Đốc Phương anh chị ha, thấy cái gì đó thì hay hay thì Sunny sẽ quay gọi anh chị, chứ không biết là mình xác định như thế nào. Rồi bắt đầu chúng ta băng qua đường nha. Đứng đây thì chúng ta sẽ nhìn cái Thuận Kiều Plaza, biểu tượng của Chợ Lớn, cho nó rõ ràng hơn. Rồi thôi chúng ta lại đi băng qua đường để đi con đường Tổng Đốc Phương, nay là Châu Văn Liêm. Đối với khu vực Châu Văn Liêm, Tổng Đốc Phương thì có rất là nhiều cái điểm mốc, như là khu vực những cái rạp hát như là Thủ Đô, những cái rạp hát khác. Và ở đây có cơm gà Đông Nguyên rất là ngon. Đặc biệt ngay góc này có chè nè, chè của người Hoa. Mọi người anh chị thấy đông không? Đi chậm chậm lại. Đây cái nhà cũ nè, hay chỗ này bán chè nè. Đó quán chè Hà Ký. Quán chè đó nổi tiếng từ xưa đến giờ. Và đối diện bên đây thì rạp hát Thủ Đô. Bây giờ nó trở thành một cái nhà hàng khách sạn Tân Thủ Đô. Nó có rất là nhiều dịch vụ, mà một dịch vụ mà mình cảm thấy rất là hay là đèn chớp tắt để ký hiệu cho mọi người biết là ở đó có massage. Rồi Sunny sẽ đi đâu ta, theo anh chị nghĩ là mình sẽ đi đâu? Thôi mình cứ đi ngang qua chợ Thủ Đô anh chị ha. Đây, ở khu vực này là có cái chùa Quan Âm. Anh đang quay nha.
một bạn rủ mình đi quay, nhưng mà mình muốn là xuất phát ở góc này. Rồi mình sẽ vào chợ Thủ Đô buổi tối nó như thế nào anh chị ha, để anh chị cập nhật coi ở đó nó có bán gì, mình sẽ đi dạo qua thôi. Đối với đi bộ cũng rất là cẩn thận anh chị, khi mà qua đường thì mình phải đặc biệt chú ý. Đôi khi cái camera mình nó sát quá, có thể là lúc đó zoom lên các bạn, các anh chị cảm thấy hốt hoảng, ý tại sao xin đi sát thế, nhưng mà cái đó là cái camera anh chị, camera gần quá. Bây giờ mình đợi cái dòng xe này. Rồi, thế là mình sẽ qua đường ha, xin phép. Rồi, đây, khách sạn Thủ Đô, rạp hát Thủ Đô. Bây giờ thì nó trở thành nhà hát nghệ thuật Hát Bội anh chị. Và con đường này chạy xuống là cái bồn bên ngay chỗ bưu điện Chợ Lớn. Rồi, chúng ta sẽ đi vào đây. Cái clip này nó hơi dài nên anh chị cũng thông cảm, tại vì Sunny sẽ đi trọn vẹn. Mình đi con đường Phùng Hưng rồi ra Hải Thượng Lãng Ông, rồi sẽ dông dông tới khu vực Lương Nhữ Học, cái phố Lồng Đèn. Hôm nay là rất là nhộn nhịp rồi. Rồi ở đây ban ngày thì ở đây buôn bán rau củ quả, quần áo vậy. Nhưng buổi tối thì chuyên về thức ăn anh chị. Bán nước mía, bên đây bán thức ăn. Đây bán ốc, mực. Mấy bữa thì Sunny đi cái đoạn đường này ban ngày đó, nó rất là nhộn nhịp. Con đường này thì họ buôn bán khắp con đường này luôn, chỉ còn một con đường chút xíu thôi. Nhưng mà buổi tối thì mọi người dọn dẹp hết rồi, nhường lại cho những cái quầy bán thức ăn. Bây giờ thì khoảng hồi nãy 7 giờ, 7 giờ mình thấy cũng hơi vắng. Mình sẽ quẹo con đường Phùng Hưng nha anh chị ha. Bán há gạo. Ở góc này thì nó nhộn nhịp nè. Bán sinh tố. Đây là bán sinh tố. Bún mắm, bún thái. Vậy này. Rồi. Từ góc này thì mình sẽ quay cái hướng này thì mình ra Hồng Bàng anh chị. Đó. Rồi chúng ta lại đi tiếp nha. Đối với khu vực chợ Thủ Đô buổi tối thì con đường Phùng Hưng có vẻ nhộn nhịp hơn. Này bán ốc. Đang lên xuống. Ở đây thì không có những cái món biểu diễn như là mì khô hãy quăng lên. Đó, mọi người tập trung ăn uống ở khu vực này. Và cái góc này cũng rất là nhộn nhịp. Bán trái cây, và ở góc này là con đường Nguyễn Trãi anh chị. Cái hướng này ra con đường Tổng Đốc Phương nè. Sunny sẽ đi thẳng con đường Phùng Hưng này luôn. Đi qua đường, qua đường, qua đường.
Đối với cái góc này, ngày ban ngày thì bán văn phòng phẩm. Bây giờ thì mọi người đóng cửa rồi, nghỉ ngơi. Và chúng ta vài bước nữa chúng ta sẽ tới con đường Đồng Khánh, chợ vải Sói Kình Lâm. Mình sẽ nhìn cái một cái cảnh rất là hoang vắng. Lý do là người ta buôn bán cả ngày rồi anh chị. Đối với mặt hàng vải thì có thể vài cái shop nhà ở ta ở đó thì ta mở thôi. Còn đa số thì dọn dẹp buổi chiều, dọn dẹp và về nhà nghỉ ngơi để tiếp tục cho ngày mai lại cày cấy buôn bán tiếp. Rồi, đối với cái bùng binh này anh chị cũng rất là dễ dàng anh chị ha. Dễ dàng nhận biết và đây là chợ vải Sói Kình Lâm. Thì Sunny sẽ đứng đây để clear để anh chị thấy cái chợ vải Sói Kình Lâm buổi tối nó vắng lặng như thế nào. Ban ngày thì rất là nhộn nhịp sung túc, buổi tối thì vắng lặng. Đây là cái hướng một chiều của dòng xe đổ từ quận Nhất về trên con đường Đồng Khánh, này là con đường Trần Hưng Đạo. Và Sunny sẽ quay nhà thờ Cha Tam phía dưới đó, vắng vẻ ha anh chị ha. Ban ngày thì ở đây bán văn phòng phẩm ở bên tay trái anh chị, văn phòng phẩm tập viết, giấy in vân vân, đèn led trang trí văn phòng phẩm, máy photo. Và chúng ta để tiếp nối cái clip này, chúng ta sẽ tới một con khu phố rất là lạ, đặc biệt rất là lạ nhưng mà rất là quen, đó là con đường Khổng Tử, Hải Thượng Lãng Ông. Khi mà nói đến con đường Hải Thượng Lãng Ông này thì người ta bán theo mùa vụ anh chị. Cái dịp trung thu thế là người ta bày lồng đèn ra, người ta buôn bán. Rồi dịp kế tiếp là lễ hội hóa trang Halloween, người ta lại trưng bày ra. Rồi xong đến Giáng sinh, Tết Tây, rồi Tết Ta. Đó, mấy anh thì bắt đầu đi múa lân. Và chúng ta sẽ men theo con đường này anh chị ha, để chúng ta coi. Nhưng mà một nét rất là sao là bữa nay là mọi người ít là buôn bán ta. Đây cái hướng về chợ Kim Biên nè anh chị. Thôi mình về cái hướng chợ Kim Biên rồi mình đi dọc mé bên kia anh chị ha. Đối với chợ lớn thì rất là nhộn nhịp về đêm, về buôn bán, về ẩm thực. Nhưng mà Sunny thì không có rành ẩm thực nên chính vậy là chỉ chia sẻ những cái hình ảnh thôi. Bên góc bên tay trái là cái khu vực chợ Kim Biên đó anh chị. Mình bắt đầu băng qua đường, rồi từ đó mình sẽ xuất phát, mình đi qua chợ Kim Biên chị ha. Xuất phát từ đó mình đi về cái hướng con đường Tổng Đốc Phương.
khu vực này bán dây thần bạc vân vân. Và mọi người cũng chuẩn bị dọn dẹp về đây. Rồi bây giờ ở đây thì Sunny sẽ dẫn anh chị qua đường để mình nhìn lại chợ Kim Biên. Đó, chợ Kim Biên trước mặt đó anh chị. Đó, ok, qua đường. Tất cả các tiểu thương cũng dọn dẹp hết rồi. Cái hướng ngược chiều là chúng ta đi tới chợ Bình Tây anh chị. Và đây là chợ Kim Biên. Rồi chúng ta bắt đầu men theo con đường này để coi người ta bán những cái vật dụng, những cái lồng đèn của cái dịp Tết Trung Thu nó như thế nào. Để giới thiệu anh chị. Đôi khi thì đối với những bạn hoặc là anh chị ở Sài Gòn thì những hình ảnh này cũng rất là bình thường thôi. Nhưng mà khi mà mình xa Sài Gòn đã lâu, hoặc là mình ở tỉnh hoặc là định cư nước ngoài thì những cái này nó một cái gì đó để ghi nhớ lại kỷ niệm. Đó, ở đây là khu vực bán đồ chơi. Rất là nhiều đồ chơi. Rồi, đó. Người ta bày ra, người ta bán, và đây là không quên những cái chiếc lồng đèn đầy đủ màu sắc. Buổi tối đối với khu phố này thì họ dựa vào cái lề đường, họ bày những cái quầy hàng ra, bán ra phía trước anh chị. Đối với con đường này, nếu mà không có gì vậy, lễ hội gì, người ta sẽ chuyên bán đồ trang trí như là tân gia, đám cưới, đám hỏi, vân vân. Nhưng mà đến mùa nào thì họ bắt đầu họ bán cái mùa đó. Cụ thể là đây là họ nhập về lồng đèn, năm sau lại bán tiếp. Đó. Rất là nhiều màu sắc anh chị ha. Chúng ta đi tiếp nha. Đây. Đây, đó, họ bưng ra nè, bưng ra phía trước, họ bày bán. Lồng đèn đây, con bướm, con cá, giấy xếp, vân vân. Vui anh chị. Rồi, chúng ta lại đi tiếp nha. Cứ đến hẹn lại lên. Đối với con phố này thì Sunny sẽ commit với anh chị. Hứa đó với anh chị, cứ mùa nào thì Sunny sẽ dẫn anh chị đi chơi mùa đó để chúng ta cập nhật. Nói chung là chỉ là vui thôi. Vui. Cái này là những cái đồ chơi cho pin vào có đèn. Ở kia nữa đó. Đây. Rất là đông đúc. Rồi. Đối với ngày xưa thì anh chị chắc cũng giống như Sunny. Cái thời mà thập niên năm 80,
Thì đối với cái ngày Tết Trung Thu thì nó chỉ có những cái lon thôi, không có tiền mua lồng đèn. Và bố mua chiếc tàu rồi chơi mùa Trung Thu này, sau đó gối lại treo lên để chơi mùa Trung Thu khác. Nếu bị cháy thì lúc đó mình sẽ thiết kế hai cái lon sữa bò kết lại đẩy. Mà không có tiền mua đèn cầy nữa, thế là lại lấy ruột xe đó anh chị bỏ vào rồi đẩy đi chơi thôi. Rất là đơn giản, đơn sơ. Được tặng một cái bánh Trung Thu thì ăn một cách rất là ngấu nghiến, ăn phải cho hết và rất là thèm thuồng. Nhưng mà bây giờ thì hoàn toàn khác rồi anh chị. Ví dụ như cái phố đèn lồng thì người lớn nhiều hơn con nít. Đối với như anh chị cũng biết, lễ hội Trung Thu là lễ hội thiếu nhi của những đứa trẻ. Nhưng mà cái phố đèn lồng chị em là nhiều hơn, thế là họ ăn mặc đẹp rồi ra chụp một tấm hình ở phố lồng đèn đó để lưu niệm. Còn con nít thì thật sự mà nói không nhớ chị Hằng chú Cụi là như thế nào cả, cứ cầm cái iPad thôi. Ở đây họ bán những cái treo để trang trí đẹp quá. Dọc hai bên phố anh chị. Rồi, còn vài bước nữa thì chúng ta sẽ tới cái bùng binh của con đường Tổng Đốc Phương Châu Văn Liêm rồi anh chị. Ban ngày thì khu vực này xe cộ rất là đông và có thể là kẹt xe. Kẹt xe thì hơi quá đáng, nhích từng nhích. Nhưng mà buổi tối thì nó thông thoáng hơn, dễ đi hơn. Khu vực này nữa. Khu vực này rất là nhiều lồng đèn ha, và mọi người đang mua nè, mua lồng đèn. Một điều rất là thú vị, thấy người lớn mua chứ không có những đứa bé mua anh chị. Có thể là họ mua, họ về họ tặng cho mấy đứa cháu ở gia đình, chỉ có người lớn mua thôi. Một lát thì kết thúc cái lang thang này thì Sinh Y sẽ đi ra phố lồng đèn coi như thế nào, để thám thính cho coi có thiếu nhi nhiều hay không. Thiếu nhi ở nhà chơi iPad rồi. Trước mặt anh chị đó là con đường Châu Văn Liêm, Tổng Đốc Phương. Và Sinh Y sẽ quay lại cái điểm bưu điện Chợ Lớn nha anh chị ha. Đây là cái khu vực bưu điện Chợ Lớn, và với địa điểm này thì Sinh Y cũng muốn nói lời chia tay với anh chị và các bạn. Một vòng chúng ta đi con đường một tí gì đó, con đường Tổng Đốc Phương rồi vào chợ Thủ Đô, đi ra chợ vải Sói Kình Lâm rồi Phùng Hưng rồi tới con đường Hải Thượng Lãng Ông. Và Sinh Y cũng muốn kết thúc cái clip này ở đây. Nhân đây cũng kính chúc anh chị có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và một cái Tết Trung Thu thật là vui vẻ bên gia đình và bạn thân. Rồi bye bye anh chị nha. Hy vọng rằng chúng ta gặp nhau trong những cái clip kế tiếp. Anh chị khỏe nha. Sinh Y tạm ngưng thôi.